Ngọc Anh xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Và ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Hà Nội phân vùng cam, vàng, đỏ sau ngày 6 tháng 9 như thế nào? Giáo sư, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho biết, việc phân vùng để áp dụng chỉ thị 16 hoặc 16 cộng hay 15 hoặc 15 cộng tại Hà Nội sau ngày 6 tháng 9 để phòng COVID-19 phải được thực hiện gọn và trúng. Ngày 2 tháng 9, Thường vụ Thành ủy Thống nhất theo đề xuất thiết lập 3 vùng là đỏ, cam, vàng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch để áp dụng chống dịch tại Hà Nội sau ngày 6 tháng 9. Như vậy là vùng có nguy cơ rất cao là vùng đỏ sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị 16, 16 cộng của thủ tướng, siết chặt hơn các nguyên tắc phòng dịch COVID-19. Khu vực nguy cơ cao vùng cam và nguy cơ thấp hơn là vùng xanh áp dụng nguyên tắc chỉ thị 15, 15 cộng của thủ tướng để tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh. Việc thiết lập ba vùng dựa trên nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy hiểm của dịch và đặc điểm địa lý, dân cư, sinh hoạt, sản xuất. Theo hướng các vùng nội đô, khu vực mật độ dân cư cao, tập trung cơ quan doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, vùng phía Bắc sông Hồng, tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp và vùng phía Tây, phía Nam thành phố, sản xuất nông nghiệp. Phân chia các vùng phải gọn và trúng. Vậy sau ngày 6 tháng 9, ba vùng đỏ, cam vàng ở Hà Nội có thể sẽ được phân loại như thế nào? Sáng ngày 3 tháng 9 nhận định về vấn đề trên, giáo sư đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Chí, Chủ tịch Hội Huyết học truyền máu Việt Nam cho biết, việc phân chia các vùng trên phải thật sự rõ ràng và cụ thể. Ông Chí nói: Theo tôi, thành phố Hà Nội phải phân chia các vùng rất gọn, rất đúng và tùy theo từng mức độ mà đưa ra cách áp dụng hợp lý, đặc biệt lưu ý là vùng xanh, Hà Nội nên giao cho chính quyền quyết định để không làm lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho xã hội và hoạt động về sản xuất kinh doanh. Đối với vùng đỏ ông Chí cho biết, Hà Nội nên siết thật chặt, không chỉ là giãn cách mà phải phong tỏa. Với vùng cam, vàng thì chính quyền nên tùy cơ ứng biến để hợp lý với tình hình thực tế. Về việc phân chia các vùng theo quận huyện, xã phường, ông Chí cho biết Hiện nay ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 quy định rất rõ về định nghĩa các vùng, thành phố Hà Nội nên theo quy tắc trên để áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 quy định: vùng đỏ cấp huyện là có 30% số xã trở lên có nguy cơ rất cao, 50% số xã trở lên có nguy cơ cao hoặc có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát và có nguy cơ lan nhanh trên 50% số xã. Vùng cam ở cấp huyện có 30% số xã trở lên có nguy cơ cao nằm giải rác trên địa bàn huyện, 50% số xã trở lên ở mức độ nguy cơ hoặc có một xã nguy cơ rất cao, có nguồn lây nhiễm khó kiểm soát và có nguy cơ lan nhanh trên 20% số xã. Vùng xanh là các địa bàn không thuộc hai vùng nêu trên. Như vậy, theo phân chia kể trên, có thể các quận huyện có số F0 cao trong 14 ngày gần đây là Thanh Xuân, Đống Đa, Thanh Trì sẽ nằm trong vùng đỏ. Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đan Phượng, Hoàng Mai có khả năng vào danh sách khu vực nguy cơ cao có thể sẽ xếp vào vùng cam. Các quận còn lại sẽ nằm trong vùng xanh ví dụ như Cầu Giấy, Long Biên, Sóc Sơn, Sơn Tây, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phúc Thọ vì trong 14 ngày qua chưa phát hiện thêm ca COVID-19 mới. Quyết định áp dụng chỉ thị 15-15 cộng sẽ do quận huyện chủ động. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngoài việc siết chặt vùng đỏ ở mức cao hơn chỉ thị 16, đối với các vùng cam, vùng xanh, việc quyết định áp dụng chỉ thị 15, 15 cộng sẽ được quận huyện chủ động áp dụng linh hoạt đối với từng xã phường để đảm bảo hiệu quả khoa học nhất. Về vấn đề trên, ông Trí đánh giá, đó là điều cần thiết, rất nên làm trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Hà Nội hiện tại. Ông chỉ nói thêm, Việc này tôi đánh giá rất hợp lý, chính quyền quận huyện sẽ gần dân và hiểu sâu sát vấn đề của vùng mà họ quản lý hơn, có những quyết định chính xác hơn. Người trong cuộc mới đưa ra quyết định đúng được, chỉ có lãnh đạo của địa phương đó mới nắm rõ nội tình hơn ai hết, từ đó sẽ có quyết định áp dụng biện pháp nào cho phù hợp nhất. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Quân, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm cho biết, sau chỉ đạo từ thành phố, hiện nay quận đang lên phương án cụ thể để áp dụng hình thức giãn cách phù hợp đối với địa phương. Ông Quân nói: ở Gia Lâm hiện nay có một số điểm dịch đã được phát hiện gần đây, tuy nhiên đã xác định được nguồn lây thứ phát từ nơi khác đến. Đó là những vùng này chúng tôi sẽ áp dụng theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Còn những vùng xanh trên địa phương đã kiểm soát được, chúng tôi đang cân nhắc thực hiện theo nguyên tắc 15 cộng nếu được thành phố cho phép. Theo ông Quân, dù các vùng xanh áp dụng chỉ thị 15 hay 15 địa phương vẫn sẽ thực hiện chốt chặn để kiểm soát người ra vào khu dân cư, chứ không thể quá nới lỏng. Còn theo một lãnh đạo quận Cầu Giấy, hiện nay quận này đang khá bình yên. Quận đang tiến hành các biện pháp bàn bạc để đưa ra quyết sách cụ thể trước ngày 6 tháng 9 về hình thức áp dụng giãn cách xã hội trên địa bàn. Vừa rồi là những thông tin vừa tổng hợp trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.